Em xin chào anh chị và các bạn, xin chào những khán giả của channel Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại em đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt số tự động, là phiên bản cao nhất của Hyundai Accent. Thì trong cái video này em xin giới thiệu đến anh chị chính sách giá bán này, tình trạng xe và review tổng quan một chút về chiếc Hyundai Accent đặc biệt màu đen này. Thì đầu tiên là về chính sách giá bán thì hiện tại xe Accent đã được hạ giá bán rất là nhiều rồi. Trong tháng 9 này thì được có hỗ trợ của nhà máy, cho nên là giá của Accent phiên bản đặc biệt này chỉ có loanh quanh khoảng 520 triệu thôi, khoảng 52X, và phiên bản tự động bản tiêu chuẩn là 400 gọi là 400 ngoài 480 một chút đó. Về tình trạng xe thì bên em cũng sẵn những một số màu như là màu đen, màu đỏ, rồi màu sắp tới là có thể về thêm màu vàng be và màu trắng. Thì về những cái chính sách khuyến mại của hãng thì vừa được giảm tiền mặt cho khách hàng, ví dụ như giá niêm yết là 545 thì hiện tại bên em đang được giảm cho khách hàng khoảng 18 đến 22 triệu, và có tặng kèm những cái phụ kiện theo xe như là phim cách nhiệt chính hãng, bảo hành 10 năm, trải sàn da và bọc phố lăng đó. Thì đến phần tổng quan thì anh chị có thể thấy là chiếc xe được trang bị mặt ca đăng với lưới tản nhiệt được mạ chrome khói sang trọng và logo Hyundai được đặt chính giữa. Cái viền chrome ở bên dưới cản dưới cũng được là trang bị chrome khói. Chúng ta có cụm đèn pha cốt dạng chiếu projector, và đây là đèn halogen thì cho chùm sáng hội tụ và phá sương và rõ nét khi mà anh chị đi trong cái thời tiết nó là sương mù. Đấy là ưu điểm của đèn halogen, và đèn sương mù cũng vậy, là đèn halogen kiểu chiếu projector. Và đặc biệt trên Accent này được trang bị thêm đó là đèn chiếu góc. Đèn chiếu góc này giúp anh chị khi mà mình đi vào cua hẹp hoặc là đi trong những con ngõ hẹp đánh lái gấp thì sẽ cho cái chùm sáng, thì cái đèn này sẽ bật lên và cho cái chùm sáng gần, anh chị sẽ quan sát những góc khuất nó tốt hơn. Phần la răng của xe thì được trang bị la răng 16 inch với la răng đúc cá tính màu chì xám. Gương chậu xe thì được tích hợp công nghệ là chỉnh điện này, gập điện và sấy gương. Khi mà trời mưa thì anh chị có thể bật sấy gương lên, sẽ cho cái chùm đèn sẽ cho cái gương của mình nó nóng và sẽ bay được những cái hơi nước ở trên bề mặt gương. Tay nắm cửa của xe thì được mạ chrome bóng. Mời anh chị cùng khám phá nội thất của xe. Thì với hai tông màu chủ đạo đó là màu đen và màu kem. Thì màu đen thì dĩ nhiên là sẽ sạch sẽ, và màu kem thì tạo cảm giác là không gian xe nó được thoáng hơn. Màu đen cũng là màu huyền bí, tạo cảm giác chiếc xe nó khỏe khoắn và thể thao hơn. Đây là những cái phím bấm ở phần táp ly cánh cửa. Có đây là gập gương này, rồi chỉnh điện, gương chỉnh điện, rồi cái nút kéo cửa. Ở đây là cái đèn này thì sẽ là làm sáng tối cái sáng hơn và làm mờ tối hơn cái đèn ở màn hình đa thông tin. Thì chiếc xe bản đặc biệt này thì có thêm hệ thống ga tự động cruise control này, rồi đèn tự động được trang bị trên 3 phiên bản của Accent như là bản số ra bản đủ, số tự động và số tự động bản đặc biệt, và gạt mưa tự động cũng vậy. Số túi khí thì trên bản đặc biệt này bên em có là 6 túi, là cao nhất so với 2 túi của bản tự động bản thường và số sàn bản đủ. Điều hòa trên đặc biệt này thì được trang bị điều hòa tự động, có gương chiếu hậu trong thì cũng là gương chiếu hậu chống chói tự động này, rồi cửa sổ trời. Cửa sổ trời là cửa sổ chỉnh điện. Cái này chưa có chìa khóa cho nên chưa chỉnh được, nhưng mà
cũng rất là mang tính thẩm mỹ cao khi mà anh chị sử dụng, và cũng tiện lợi khi là mình đi dã ngoại rồi đi chạy phố hoặc là ngắm những không gian bên ngoài để hòa nhập hơn với thiên nhiên bên ngoài. Ghế trên bản đặc biệt là ghế da có lỗ thì anh chị ngồi sẽ thông thoáng hơn rất là nhiều. Ok. Cái màn hình giải trí trung tâm này thì với kích thước là 8 inch. Có những cái công nghệ tích hợp đó là Bluetooth này, AUX radio, Apple CarPlay và Android Auto được tích hợp hệ thống định vị dẫn đường. Cái định vị dẫn đường này rất là hay, nó sẽ hiển thị tốc độ của từng cung đường rồi sẽ cập nhật những cái địa điểm mới nhất và chi tiết nhất về tận số nhà của khách hàng. Rồi cùng đến với cả khoang nội thất phía sau thì đây là khoang nội thất phía sau của Accent. Với khoang nội thất phía sau rộng rãi kèm cái khoảng để chân cũng rất là rộng. Ở đây chúng ta có cửa sổ điều hòa cái phía sau mà những cái đối thủ trong phân khúc của Accent có thể là chưa có, như là Vios cũng chưa có này. Đó, và có cái cổng sạc USB là giúp thêm cái nhu cầu là giải trí khi ngồi đằng sau, sạc những thiết bị điện tử. Chúng ta có những hốc để đồ, có loa. Cái số loa của Accent này thì là 6 loa. Rồi. Thì vừa rồi thì em cũng xin giới thiệu qua về chính sách giá bán cũng như là review một chút về chiếc xe Accent này. Thì anh chị có quan tâm đến dòng xe Accent thì vui lòng liên hệ với cả em Tuyền. Số điện thoại em để ở trên màn hình. Thì xin cảm ơn anh chị đã theo dõi, quan tâm và ủng hộ channel Hùng Xe Hơi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.